tỷ giá USD trên VND, sốt nóng, ngân hàng nhà nước chính thức lên tiếng. Những ngày vừa qua, tỷ giá USD trên VND liên tiếp tạo sóng trên thị trường, có thời điểm tăng lên mức 23.500 đồng trên một USD. Trước diễn biến của thị trường, ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước cho biết. Tỷ giá USD trên VND tăng trong những ngày qua chủ yếu do những thông tin mới gần đây về đàm phán thương mại Mỹ Trung làm gia tăng quan ngại thị trường, về khả năng xung đột thương mại quốc tế diễn biến tiêu cực. Đồng thời, việc đồng nhân dân tệ CNY tiếp tục giảm giá trong một số ngày từ cuối tháng 4 đến nay đã tác động mạnh tới tâm lý thị trường ngoại tệ trong nước, từ đó gây áp lực tới tỷ giá. Tuy nhiên, qua theo dõi của ngân hàng nhà nước, thanh khoản thị trường vẫn ổn định cân đối cung cầu ngoại tệ tổng thể về cơ bản vẫn tương đối thuận ông hà khẳng định do đó trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt phù hợp tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ cstt để ổn định thị trường ngoại tệ nếu cần thiết ngân hàng nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp với tỷ giá bán phù hợp để bình ổn thị trường góp phần ổn định kinh tế vĩ mô đại diện ngân hàng nhà nước cho hay Đề cập tới thị trường tỷ giá và thị trường ngoại tệ những tháng đầu năm, ông Phạm Thanh Hà cho biết, sau khi ngân hàng nhà nước niêm yết giá mua ngoại tệ giao ngay ở mức 23.200 VND trên USD ngày mùng 2, tháng 1 năm 2019, tỷ giá trên thị trường từ đầu năm đến giữa tháng 4 tương đối ổn định, thanh khoản thị trường tốt. Nguyên nhân là do tình hình thị trường tài chính quốc tế diễn biến tương đối thuận lợi trên thị trường trong nước, tâm lý thị trường ổn định, cung ngoại tệ dồi dào đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong tình hình đó, ngân hàng nhà nước mua được lượng ngoại tệ lớn tăng dự trữ ngoại hối, góp phần củng cố an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và tăng khả năng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết. Từ cuối tháng 4 đến nay, tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng, mặc dù tâm lý thị trường có lo lắng nhưng thanh khoản thị trường vẫn được đảm bảo, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. An Hạ Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.